Trời đứa phải được lắm, giờ quá. Đúng không? Đắp cầm tay hả? À, đắp nước mình đắp nè. Còn là dưới hén. Lỡ thằng nào thôi thôi đắp nè. Thôi đắp. Thôi tay đi. Đúng rồi, là thường là đút vô trong túi quần. Đút vô trong túi quần. Đút túi quần thường là mấy bạn nữ á, có phải là mày kiếm cây xăng dừng hả anh Tùng? Ờ, để coi coi cho ha. Đi giữa phố đi xe máy nè, lạnh hay đút vô túi quần của giả quỳ vậy. Mình có thử bao giờ mình đút vô túi quần của mình đếm coi có bao nhiêu ngón tay không? Nhớ lòn nha. Nhớ lòn. Quốc Sài Gòn vô nhìn đi là tùy phí. Câu này có dịp tôi sẽ hiểu. Tại vì biết là bây giờ là nãy đã vào rồi. Bây giờ là nếu như mà ai cảm thấy mà không chịu nổi nữa thì giơ 5 ngón tay lên cho chết. Là chứng biết đó là 5 phút nữa là tức nước. Còn ai mà chịu không nổi nữa mình giơ 3 ngón là 3 phút nữa. Còn ai mà muốn đi xuống liền giơ 1 ngón. Còn ai mà lắc vậy nè là biết được đâu không? Ở xe đi đang chết chết, nguyên xe đi xuống hết, mình ông đó ở trên đó lao xe, ông đứng lên nó sợ chịu, cho nên đứng ai lắc tay nha. Trời, bắt đầu tay nè, mình chút là thắng là cái kịch là anh Bảo anh ngồi trên đây luôn nha, lên xe xuống dưới rồi lấy khăn giấy lên cho anh Bảo lấy khăn lông nữa, anh chạy xuống trước, mở cái cốp xe lấy cái quần, ở đâu? À, tại khoảng sáng tới giữa chương trình này cho nên giờ nói cũng không hết đề tài cho nên giờ cái chuyện với anh chị nghe là đúng không? Bây giờ có ai muốn nghe những cái chuyện không? Có. Muốn nghe tôi cái chuyện đó dễ không? Cho tôi hỏi lại câu được không? Ở dưới các bạn thấy một cái chỗ quan hưng này. Đây đi cầu nữa. Sao? Bên đây cầu. Dưới cầu. Trai giữa cầu kìa. Không, không, không. Trai không quen rồi. Trai đúng rồi. Trai đây. Bây giờ anh nói thiệt đi, anh nói bữa nay khuôn mặt tôi sao? À, sạch sẽ thì hôm qua. Không, bữa nay. Bữa nay anh chưa. Bữa nay anh chưa.